Đến hẹn lại lên, chấm điểm Linh Vật Rồng khắp cả nước. Béo gầy có đủ, chất nhất phải nói đến rồng nghìn múi ở Bình Dương. Để nói đến đội cute thì rồng Bắc Giang đứng thứ hai, không ai dám tranh vị trí số 1. Cư dân mạng đua rằng nhìn độ phúng phính mập mạp của em bé rồng này hứa hẹn một năm thần heo nhập đây. Chưa hết quấn quéo vì độ đáng yêu của rồng Bắc Giang thì cư dân mạng lại được trận cười xúc người với độ thon thả của rồng Thanh Hóa. Dường như một năm kinh tế buồn vừa qua đã khiến bốn chú rồng này bị đói ăn. Dù thể trạng cũng không được ổn cho lắm nhưng bốn chú rồng này vẫn cố gắng hết sức để tham dự cuộc thi. 10 điểm cố gắng đúng không nào các bác? Là chủ nhân linh vật được cộng đồng phong danh hiệu Hoa hậu mèo Tết Quý Mão năm 2023, nghệ nhân Đinh Văn Tân, Quảng Trị tiếp tục được đặt làm linh vật rồng để trang trí Tết Giáp Thìn năm 2024. Cư dân mạng ai cũng phải tâm tắc khen, đúng là đẳng cấp của các hoa hậu có khác. Về độ hoành tráng thì rồng đã đáng cứ phải gọi là không phải bàn. Chất chơi nhất là chú rồng này, có khả năng phun khói và dùng đèn chiếu sáng để tạo hiệu ứng rồng phun lửa. Thế này thì ai chơi lại đây? Độc lạ Bình Dương không phải cụm từ nói chơi được các bác ạ. Nhìn chú rồng nghìn múi của Bình Dương ai cũng phải khen, khó thế mà cũng nghĩ ra. Được biết, linh vật rồng này làm bằng sản phẩm làng gốm 300 năm tuổi. Anh Thuận, nghệ nhân thực hiện cặp rồng này cho biết, mỗi con rồng có 38 cái lù cỡ lớn và khoảng 20.000 chiếc hũ. Còn các bạn ấn tượng với bé rồng nào nhất? Để lại cảm nhận ở dưới phần bình luận nhé!